Mình giới thiệu với bạn nè, mình treo lụp đây nè, chim cu nó không dính mà cứ dính miết cái chim này, nó còn mềm bẹp nè, đó, nó mới quay cận cảnh đây, mình đi lấy lá, nên mình chỉ để đây nó chơi, cuối cùng rồi nó, con này nó nhảy, nè. Con này bên đây nhìn nó gớm, ghê quá, đây mình bắt xuống cho bạn xem, các bạn. Cái dính làm công luôn này luôn, đây là mồi cây của mình, con này nhìn ghê quá, nhìn nhát nó ớn ớn sao. Nè. Con này nhìn gớm thật. Hên này nó dễ nha bạn. Con này thì nó không sao, chứ gặp bồ cắt là chim mình nó dãy nó mà hư chim. Ừ, nó cũng rụng lông đuôi. Tại mình làm cái bẫy này là chống bồ cắt hay gì luôn. Nó dính nó không có điều, nó không có vô trong trong bẫy là trong cái lụp. Dính thì đến dính ra ngoài. Thời sáng này nè, đây có mấy con nó về đây nè, nên mình treo cho nó ra đây nó chơi, treo lụp cây, mà tại vì mình đi lấy lá rồi đó, cắt cỏ rồi đó, nên mình không có quay cho các bạn xem cận cảnh dính bẫy, nên chỉ treo nó xong mình về mình ra kiểm tra thôi. Bịp bịp này rất là to, nhìn nó rất là dữ. Thôi mình kết thúc video đây nha các bạn. Nếu các bạn với anh em nào mà đam mê video về chim cu á, thì hãy cho mình một like, share và đăng ký nhấn chuông để ủng hộ kênh mình nha các bạn. Với anh em. Rồi, xin chào tạm biệt.